Đi đếm này. 3 2 1 vô. Chạy. Họ sẽ cảm giác đã thôi. Trời ơi sao bắn luôn trời. Anh Mr. Vịt ơi, anh làm thử thách thả 1000 quả TNT xuống làng Hero Team đi. Thả 1000 quả TNT xuống làng Hero Team. What the hell man. Như vậy thì chúng ta sẽ hủy diệt làng Hero Team mất. Làng Hero Team sẽ chuyển thành gọi là làng TNT Team mất đậu xanh. Ôi, nhưng mà mình giỡn cả thôi. Thực ra là hôm nay nhá, mình đã để ý đến cái thử thách này của bạn lâu rồi. Mấy bạn liền comment trên kênh mình nói là anh Việt ơi, làm thử thách thả TNT xuống làng Hero Team hay là chôn phá tan làng Hero Team bằng TNT đi. Tính ra nhiều bạn kiểu cũng có những cái ý nghĩ độc đáo ha. Mình cá chắc rằng bạn nào mà cứ đặt thử thách cho mình gọi là đốt làng với cả phá làng Hero Team bằng TNT á, kiểu gì các bạn này đi học cũng từng có suy nghĩ là một lần muốn đốt trường. Nhưng mà coi đậu xanh nữa. Mà không sao, hôm nay mình đang rảnh anh em ạ. Và mình lâu rồi mình toàn làm video nghiêm túc. Hôm nay mình sẽ làm một video chôn tới bến luôn cho anh em xem nha. Và tất cả những bạn nào fan chương trình của Mr. Beat trước khi xem video này, nhớ để cho mình một like, một subscribe cũng như chia sẻ video này. Sau đó ấn vào cái chuông, chọn mục thông báo tất cả để không bỏ lỡ video nào của mình ra mắt vào ngày mai nha. Ok, còn hôm nay chúng ta sẽ tạm thời gác sự nghiêm túc vào một bên. Hôm nay mình sẽ chơi với các bạn, chôn với các bạn tới 5 luôn anh em. Và mục tiêu đầu tiên không nói nhiều, không có nội dung gì hết, chúng ta chỉ cần đơn giản là đi chôn và chôn thôi. À, đều. Ai trà sữa không? À nhá, trà sữa đây. Cái gì trà sữa vậy? À, anh nha dạ, trà sữa. Hello. Trà sữa hả? Ôi rồi trà sữa gì vậy? À, trà sữa trân châu đường đen rất là ngon luôn. Thôi, tầm này anh không uống trà sữa đâu. Bây giờ em cho anh tủ trà sữa của em ấy bán làm gì nữa, tầm này dịch bệnh ai mua. Đừng cứ nói vậy mà em đã có tinh thần bán mua mà sẽ lại nói vậy chứ. Trời ơi, tầm này cần gì bán được không em? Bây giờ dịch bệnh rồi, chúng ta không có đồ ăn thì gọi là bầu ơi phải thương lấy bí cùng. Tuy rằng uống trà sữa nhưng mà không trả tiền. Hả? Em bắn anh đó. Không trả. Bây giờ em có trả không? Em bắn đó. 1 2 3. Hello Sim, có trà sữa của Sim đã bay ỏm luôn nữa nhỉ? Hấp dẫn luôn em. Con cần trà sữa. Ôi, không. Ôi, xin lỗi. Ê, stop. Ê! Khóc hoài. Này cho anh Coca này, khóc nữa các bạn. Thôi. Giật cái khung quay ra đây, bảo này tay ra kia là. Đây là cái map này là map anh sao lưu rồi. Thực ra nha, hôm nay anh muốn chốt Hero Team và anh mở bắt người đầu tiên bằng mù chim mèo. À, thực ra cái map này anh đã sao lưu rồi, đây chỉ là bản sao thôi. Và anh thông báo cho em một tin rất là thú vị, đấy là trong ngày hôm nay em đã từng bao giờ nghĩ đến việc là bắn tan làng Hero Team chưa? Trời, chưa, cái làng mình chưa à? Hết sao được. Rồi bây giờ thì anh em sẽ vào đây, anh cho em khẩu này đó, em ấn vào cái dương nè, đó. Simi được dùng khẩu đấy chưa? Ok được rồi anh. Ôi chưa. À được rồi. Cái gì vậy? Em vừa bắn gì? Simi vừa bắn một cái lỗ trước cửa nhà Camui rồi. Đậu xanh. Đây nha, đây là một khẩu súng đại bác nhưng mà được sửa lại các bạn. Nó tên là khẩu súng đại bác phá nhà hay sao, từ mình xem nào. Súng đại bác phá block này bạn. Ok. Đúng rồi. Ủa? Tức là phá này là anh cũng có thể hồi phục nó lại được. Không phải, tức là như bây giờ em thử ngửa lên trời xa xa đi, em bắn này. Đó, bắn này. Em có thể bắn liên tục mà nó không có bị delay. Thấy không? Bắn liên tục luôn. Đây là khẩu súng phá block cực kỳ thú vị luôn. Và bây giờ mình và Simi sẽ cùng gọi là lập mục tiêu phá. Xem hôm nào chúng ta sẽ phá cái gì trong làng mình trước. Trời ơi, yên tâm. Phá cái nào cao nhất rồi, cái này. Cao nhất à? Ok, cao nhất thì bay lên xem cái là cái tòa chung cư hay là cái tháp hải đăng. Trong tòa chung cư cao hơn. Phá tòa chung cư trước. Đây đứng bên dưới phá, nó phê hơn. Vậy 3 2 1. Vãi chuối anh em, bắn lanh tanh bày luôn kìa. Ui. Cái này sao lưu đấy, cái này phá thoải mái các bạn ơi. Cái này là chúng mình đã sao lưu anh em, đừng có lo nha, phá thoải mái không anh. Hôm nay chúng ta chôn là chính nha anh em. Chắc chắn các bạn đã từng muốn là xem một lần phá banh cái làng Hero Team của Mr. Beat rồi. À, rồi ok. Tổng cục Biêu chính Viễn thông Mr. Beat sẽ được ship một quả bom đấy nha Simi. Ôi. Anh giúp làm cái gì mà ông bay qua môi xin tê rồi chạy bắn nhanh. Ok bạn. Đấy. sử dụng này, bây giờ không ăn thua. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mô hình mới. Bây giờ từ từ start up, chúng ta sẽ không sử dụng cái súng bắn nữa mà chúng ta sẽ sử dụng đây rồi ta. Đây rồi anh em, đây rồi đây. Bây giờ mình sẽ thử đặt cái này ra bên chỗ chung quanh nhà một người nào gần đây nhất đi. Mình sẽ lấy bật lửa ra. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái TNT này. Nhà này có vẻ đẹp á. Được á. Nhà có vẻ đẹp á. Bây giờ đó là của anh. What the? Bởi vì trong nhà Phong Cận có cái bếp lò em ơi. Đây này. Các bạn nó bị đổ rồi, không sao, chúng ta vẫn còn tầng 2. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt kín này. Đặt kín này. Các bạn nhớ quanh đây luôn anh em. Kín luôn rồi. Kín luôn. Đấy. Đặt cả nóc nhà luôn anh em. Đấy, đặt cả nóc nhà luôn. Rồi đặt quanh nhà luôn. Timmy tránh ra không đổ ánh sáng rồi. Ok. 3. Cho Simmy châm, cho Simmy châm. Simmy lấy bật lửa, anh. Ok. Cho Simmy châm nha. Bật lửa. Đây, 1 2 3. Đây. Đậu xanh nhà nó bay linh tinh luôn anh em. Bay linh tinh luôn. Từ từ chúng ta sẽ xem chúng ta còn những loại chất nổ nào mà chưa sử dụng nhá. Ở đây là mình có cái quả bom gì đấy. Bom này là bom nổ cục bộ lớn à. Bom này có để làm gì không ta? Ok. Chưa nghe bao giờ luôn. Rồi chúng ta còn có một cái bom bom quả đó, bom lựu đạn nè. Và chúng ta có một cái bom trái màu đen, đây rồi, đây bom trái màu đen. Rồi, đây là những cái chất nổ mà chúng ta có. Bây giờ chúng ta sẽ lượn lựu đạn vào những cái bụi. Ca bụi nè. Có nổ. Ôi nó có nổ. Ôi nhỏ xíu à. Quay vô. Nhỏ xíu luôn. Lựu đạn đấy. Chọn tầng 2 thì kiểu PUBG ấy. Fire hole. Ném bom. Ném lựu đạn ngu. Trời má. Cái vui á. Fire hole. Cái này hay mà, cái này giống như kiểu bọn mình chơi PUBG bạn ném này. Ném lựu đạn trong nhà. Lúc chúng ta ném. Rồi ra kìa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một quả khác. Fight. What the? No. Cái. Ôi nó to rồi à. Cái này là báo, cái báo nó ném là nó dính luôn á này. Mưa bom. Trời, cái này bán duyên này. Cái này nó bám vào tường luôn á. Này, đó, nó không giống như kia. Ui, lộ ra cái hầm bí mật của Camui. Càng bí mật Camui. Ấy à, tay nó. Có kia báo dấu vàng đây em ta. Rồi, ok, tiếp theo, chúng ta sẽ phá trụ là Sim phá trụ sở cảnh sát là mới chất. Ok, phá trụ sở cảnh sát. Rồi ok bạn. Bây giờ nha, chúng ta sẽ đứng ở ngoài và liệng lựu đạn vào trong trụ sở cảnh sát. Đấy. Người trộm lúc nào cũng phải làm như vậy. Hay. Ôi. Đấy. Con đá được á. Anh đá được kìa. Ok, thử thách chơi. Hey. Đấy, cho nhanh lên. Cho nhanh. What the hell? Nó cứ dội lại không à. Sao mình ném bom kiểu thông minh vậy chú ơi ta. Ok, chúng ta sẽ dội bom này. Đi đi đây. Đưa. Đấy. Anh lại dội tiếp kìa. Ok, anh sẽ ném cao hơn tí nữa. Này. Đầu lốp, fire the hole. Rồi, ok. Ê, xin. Tí nữa bọn mình sẽ thử phá làng Hero Team bằng cách là đặt giải bom. Bây giờ em sẽ cầm một quả TNT đi. Đấy nha, bây giờ chúng mình sẽ dọn nhà của mình luôn này. Bắn luôn này để chúng ta làm một cái gọi là công cuộc cực kỳ khủng khiếp luôn. Chúng ta sẽ sử dụng khối sao chết. Khối sao chết. Yep. Và vật phẩm mà chúng ta sẽ sao chết chính là TNT. What? Có thể sao? Yep, chúng ta sẽ sao chép TNT nha bạn. Chúng ta sẽ sao chép TNT bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ đặt cái khối sao chép ra này. Và mình sẽ đặt ra một cái block lên cao này. Đấy, và đặt khối sao chép này. Khối sao chép, chỗ này hơi xa. Đặt lên đây. Hay. Mình sẽ cho thêm một lớp nữa anh em, một lớp nữa. Hay. Anh ơi, cái này thì là một cầu gì đó, cái làng nó thành cái sa mạc luôn rồi. Rồi, Simmy đã chuẩn bị đập máy. Em cảm giác cái máy 60 của em nó sắp nát rồi. Simmy đứng đây chào các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách máy 60 triệu và máy 100 triệu đối mặt với cả 1000 quả TNT thả xuống làng Hero Team. Rồi bây giờ cho Simmy khai mạc nhá. Rồi chuẩn bị đếm này. 3 2 1. Yo! Chạy! Các bạn sẽ cản bắt đạn. Trời ơi, sao băng luôn trời. Ok máy của tôi, ok máy tính của tôi. Rip bay máy tính. Oh my god, nó vô kinh khủng. Ok, hầm kim cương của anh và con sống nè. Cái gì vậy? Cái hầm kim cương của anh. Bây giờ là mới loát xong map này. Oh my god. Ôi cái làng heroin của tôi. Ôi ơi. Còn cái hầm mí măng thôi, còn lại. Ê, xin mời. Nếu mà nhớ anh quên sao lương tí nữa mà chúng ta phải chấp nhận cái làng. Ôi nói vậy em buồn thật á. Chắc mình đi tự sát của anh em. Mới mình chấp nhận làng này, chắc mình đi tự sát của anh. Ok, bây giờ mình sẽ phải chắc chắn là mình sẽ phải giữ cái làng ổn đã để mình về. Mình ra mình lấy lại cái map đã. Ok, mình đã phục hồi nó thành công các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào, chúng ta sẽ thử thách là xem là cái làng của mình còn không nhá. Nếu mà cái làng của mình mà mất là mình chết rồi. Xin ơi, vô đây. Làng vẫn còn nguyên. Đó bạn, thấy không? Đây chính là cái tác dụng của mình khi mình sao lưu khôi phục. Bạn nào mà đang chơi mini world thì nhớ ấn sao lưu mỗi ngày để chống cái việc mà chúng ta bị phá map hay bị hack map nha. Nếu mà chúng ta có bị phá thì chúng ta vẫn có thể khôi phục lại được nha. Đó. Và ok, có lẽ video của mình đến đây kết thúc thôi. Hôm nay chúng ta đã có một buổi đi chôn tưng bừng ở trong làng Hero Team đúng không nào? Đầu video Simi còn sợ phát cắp nữa anh em, thật là mắc cười à. Và bạn nào thấy thích video này nhớ cho mình một like, một subscribe cũng như chia sẻ video này lên trên Facebook để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau nha. Bye bye.